À, xin chào tất cả các bạn nữa nghe hôm nay mình lên cho các bạn một con đồng vip nữa đó các bạn đồng nha các bạn con này thì đã nuôi được 3 tháng lòng các bạn à, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua ngoại hình con này nghe con này trước hết về phần đầu của nó thì à, đầu nó màu xám trắng các bạn, xám trắng nha. cườm thì à, cườm đá trúng cườm, trúng cườm cô gái đó các bạn. cườm rất là đẹp. À, tướng thì lùn chim, rất là lùn nha, sát chim luôn. dàn à, quy thì nhạt và đều, quy thì dày khỏi phải nói rồi các bạn con này thì cũng rất là hung hang chim nha hung hang chim đó. đây là phía bên hông của chim nè các bạn về phần chân thì chân rất là đẹp đó là chân tím nha các bạn chân tím rất là đẹp nha về mắt thì mắt thì đây thì mắt nó thì cũng chưa có lên kênh à, con này thì à, gù rất là tốt thì những cái đặc điểm của những cái con chim gù tốt các bạn thứ nhất là về dần cường thứ hai nữa là dần quy đó đặc biệt là cái chân chân tím nha chân tím đông vẩy trên lưng con chim này nó có cái cộng lông nó sờ nó nhảy nó mới nhảy nó sờ thôi không có vấn đề gì hết cái đó thì tự nó nó sẽ sẽ hết thôi à, về cái mỏ con này thì rất là nhanh miệng rất là lẹ miệng nha các bạn có một cái đường lành cái mỏ nó dập là thêm con mắt rất là lẹ miệng nha Đấy, trên lưng nó lưng nó cũng kín luôn nha lưng quá là kín luôn nếu như nhìn bên ngoài thì sẽ, sẽ thấy con chim nó rất là đẹp nha các bạn con này thì nước rút rất là tốt dàn quy nhạc nên nước rút rất là tốt nha các bạn à, kèm cũng khá là dày nói chung là hoàn thiện hết những con bụi ấy mà mình đưa lên nó rất là xứng đáng nha các bạn chim mình bán là có bảo hành hết dòng gáy nước chơi bảo hành đi đường xe an toàn có trục trặc cái gì thì mình sẽ đổi trả hết bảo hành cho các bạn thờ hạn nuôi một tháng trở lại nếu có sự cố gì chim xảy ra thì mình sẽ đổi hết lại nha các bạn mình sẽ đền bù hết đó, thì đó là những gì mình bên mình bảo hành ở như vậy chân này là chân tím nha các bạn nó tím nhưng mà chưa có Tại vì đứng lòng nó chưa có lâu, nếu đứng lòng thì một thời gian lâu nữa thì chân nó sẽ tím đen. Bây giờ nó đang tím bầm rồi các bạn. Rồi thì bạn nào ân thì liên hệ trực tiếp cho mình luôn. Đấy, mình cũng xin cảm ơn các bạn nha. Cũng xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.